Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay hãy cùng mình ngắm nhìn thành phố lúc sáng sớm và tiến độ của The Sun Tower, tòa nhà sắp sửa được cất nóc. Thành phố sáng hôm nay rất đẹp, các tòa nhà được phản xạ lấp lánh trên mặt sông Sài Gòn. Một buổi sáng thật tuyệt cho việc đạp xe tập thể dục cũng như dạo quanh thành phố. Mời các bạn ngắm nhìn cùng mình nhé! The Sun Tower cao 240m với 55 tầng nổi và 5 tầng hầm. Hiện tại là tòa nhà cao thứ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí vô cùng đẹp, hội tụ đủ 3 tiêu chí nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, thì tòa tháp cũng được thiết kế rất nổi bật với điểm nhấn là khu vườn treo trên cao từ tầng 36 đến tầng 43 của tòa nhà. Kính được lắp cho tòa nhà là kính có màu xanh đen cũng rất đẹp và sang trọng. Tòa nhà hiện tại đang thi công sàn của tầng thượng, trong vài ngày nữa thôi tòa nhà sẽ được cất nóc. Dự án có vị trí tại góc đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh. Ngoài ra tòa nhà cũng được kết nối trực tiếp với 2/5 lối lên xuống của nhà ga Ba Son. Khi hoàn thành, The Sun Tower hứa hẹn sẽ là điểm nhấn nổi bật nhất bên bờ sông Sài Gòn cả ngày và đêm. Thank you.
giai đoạn 2 của dự án The Nexus là một tòa tháp cao 40 tầng nổi, 5 tầng hầm, mang tên Lotus Tower cũng đang được thi công tầng hầm theo phương pháp top-down, hiện tại đang thi công tầng hầm B3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!